Rồi. Chúng ta vẫn đang ở trong cái phần nói về cái kỹ thuật chia để trị rất quan trọng. Thì hôm nay chúng ta sẽ học sang một cái toán sắp xếp khác cũng rất quan trọng. Giờ tôi đang ở cái phần là chia để trị, kỹ thuật chia để trị nhé. Chia để trị. Thì hôm trước tôi đã nói cái phần thứ nhất của chia để trị là cái thuật toán quan trọng nhất là thuật toán sắp xếp trộn. Được chưa? Thuật toán sắp xếp dãy số. Sắp xếp trộn đó. Trong cái chương trình tin học nghề nghiệp của chúng ta ấy, thì cái thuật toán sắp xếp được nói rất là nhiều nhé. Ở trong chương trình chính của sách giáo khoa chúng ta học là sắp xếp chèn, sắp xếp chọn và sắp xếp nổi bọt. Thì tất cả các thuật toán này đều rất đơn giản và dễ hiểu, đều rất là tự nhiên, chứ nó nằm trong cái nhóm là thuật toán là tự nhiên và đều có cái độ phức tạp thời gian là ON bình phương, chúng ta đã biết đấy. Đó. Thế thì sang đến cái phần mà liên quan đến thuật toán sắp xếp chọn là nằm trong cái kỹ thuật chia để trị. Chúng ta nhớ lại nhé, đó, hôm trước chúng ta đã học cái phần đó. Thì thuật toán chia để trị, toán sắp xếp trộn. Đấy, thì hôm trước chúng ta đã học cái này và chúng ta đã đi đến một cái kết luận không chứng minh. Nhưng mà tôi thật là tôi rất muốn là học sinh cần phải biết cách chứng minh cái này là nó có độ phức tạp thời gian là ON log N. Đấy, như vậy là tốt hơn hẳn so với cái ON bình phương. Đấy, cái này là tốt hơn hẳn nhé. Bậc của nó là thấp hơn hẳn, một bậc rất là xa so với N bình phương. Thì toán sắp xếp trộn nó dựa trên nó là ý tưởng, nó là chia đôi cái dãy của chúng ta ra làm đôi, chúng ta cứ chia mãi khi còn bằng tử thì nó sẽ nối lại ghép lại bằng cái bài toán là trộn. Thì toán sắp xếp trộn nó dựa trên một cái bài toán khác là bài toán trộn hai dãy số. Bài toán trộn hai dãy đã sắp xếp. Cái bài toán này là bài toán độc lập nhé, nó không liên quan gì đến cái thuật toán trộn đâu, nhưng mà nó rất quan trọng. Đấy, vì thuật toán sắp xếp trộn là dùng nó. Thì tôi nhắc lại một chút để các bạn thấy cái liên hệ giữa cái bài toán trộn hai dãy và thuật toán sắp xếp trộn. Thì cái bài toán trộn hai dãy là như sau nhé. Cái bài toán trộn là như sau này. Cái bài toán trộn hai dãy. Đấy, là cho trước hai dãy nhé, cho trước hai dãy BC đã sắp xếp. Đấy, bây giờ cần trộn hai dãy trên vào một dãy A, sao cho A cũng được sắp xếp tăng dần. Đây là tăng dần hết nhé. Tôi lấy ví dụ đây là tăng dần. Đây thì đây là cái bài toán này là bài toán trộn hai dãy đã sắp xếp. Cái bài này là bài nó có ý nghĩa độc lập với cái thuật toán sắp xếp trộn nhé. Đấy, mà nó rất là hay. Đấy, thì bây giờ tôi cho các bạn xem lại một chút để chúng ta hình dung, chúng ta hiểu cái này. Cái phần này là phần theo tôi là phần rất là hay của chương trình nhé. Thì như vậy là cho trước hai cái dãy, tôi lấy ví dụ cho trước là b bằng là 2 3 7 10, ví dụ thế nhé. C bằng 1 1 4 5 9. Đó, thì chúng ta trộn như sau nhé. Chúng ta sẽ lấy A này, chúng ta so sánh 2 với 1, chúng ta lấy 1 ra, xong chúng ta lấy 2 ra, xong chúng ta so sánh 3 với 4, chúng ta lấy 3 ra, 3 này, xong lấy 4 này, xong 5 này, xong 7 này, xong 9 này, xong 10. Chúng ta trộn lại. Đấy.
thì cái thuật toán trộn nó có tên là merge B và C, và nó trả về cái dãy A nó trả về như này đó. Thì cái thuật toán trộn này là cái phần lõi cơ bản, rất cơ bản của cái rất cơ bản của cái thuật toán sắp xếp trộn. Đấy. Chúng ta nhớ lại một chút, cái thuật toán trộn nó như thế này nhé, nó rất đơn giản như thế này, là như này thế này. Bây giờ chúng ta ấy lại một chút phần này vì theo tôi nó là quan trọng, tôi sẽ nhắc lại. Đấy. Vì chúng ta nhớ lại đây chính là cái bài toán trộn nhé. Còn cái thuật toán sắp xếp trộn là như sau. Đây, tôi cho các bạn xem lại cái thuật toán sắp xếp trộn nhé. Cái thuật toán này, thuật toán sắp xếp trộn là như sau. Tôi kêu cái hàm đó là hàm merge sort của A. Được chưa? Thì tôi mô tả lại cho nó nhé. Đây là tôi viết lại này. Def của merge sort. Tôi viết lại thuật toán đó cho chúng ta hình dung. Rất là đơn giản nhé. Tôi viết bằng Python nhé. Là if mà len của A mà nhỏ hơn bằng 1, nhỏ hơn bằng 1 thì chúng ta return A. Chúng ta return A. Được chưa? Ở đây tôi else này. Em chúng ta làm như sau nhé. L 2 chấm này, chúng ta đặt k là bằng len a chia cho 2, và chúng ta đặt b, chúng ta gọi đĩa quy của cái dãy a từ 0 cho đến k, chuyển k trừ 1 đấy. Và gọi C là merge sort của dãy A từ K cộng 1 cho đến hết. Đấy. Thì đây là hai cái lời gọi đĩa quy của cái hàm merge sort này. Đấy. Đối với chia đĩa trị thì đây nó chính là trị. Cái chia K bằng len 2 chia 2 này, đây nó chính là gì? Đây nó chính là chia. Đây chia một nửa đầu nửa cuối đây. Và đây chính là trị. Chị xong rồi thì chúng ta sẽ kết hợp lại, combine lại chúng ta, nó sẽ là dùng vậy là return merge trộn nhé. Đây là trộn hai dãy B và C, vì B và C là được sắp xếp rồi, thì đây chính là cái thuật toán sắp xếp mà trộn chúng ta đã biết. Và rất quan trọng là gì? Rất hay của cái thuật toán trộn này, vì sao nó là nó lại là n log, nó lại là n log n. Đấy, vì sao nó lại là cái này. Đấy, vì sao nó lại là cái này. Đấy, là vì như này này, rất đơn giản là vì như này nhé. Đây, vì là như sau này, chúng ta sẽ thấy được như sau. Vì sao? Vì chính vì cái thuật toán trộn này nó chỉ là on thôi. Hay của nó là cái này nó chỉ là ON thôi, cái này rất quan trọng. Đấy. Nếu mà cái trộn này mà không phải là tính nhé, thì cái sắp xếp trộn nó không thể nào là N log N được. Đó. Đây chúng ta có nhé, chúng ta làm được. Ở đây chúng ta suy ra ngay này, thấy ngay này là gọi TN là cái thời gian của thuật toán sắp xếp trộn nhé. Thì T1 đây, tức là len là dòng 1, đây dòng lệnh 1 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7. Ở dòng lệnh 1 nhé, thì dòng lệnh 1, 2 thì có là T1 chứ bằng 1 không? Đấy, T1 chứ bằng 1. Khi len A bằng 1, tức là T1 bằng 1 thì nó trả về là return A thôi, nó chính là 1. Còn tổng quát chỗ này thì là TN sẽ bằng đây lệnh 5 và 6 là gọi lại chính nó hai lần, cho nên nó sẽ là lòng 2 của TN chia 2. Đấy. Cộng cái gì? Cộng cái lệnh merge này. Merge này là ON thôi, nó chính là ON. Đấy. Còn cái dòng lệnh 4 này nó chỉ là dòng 4 này chỉ là một đơn vị thời gian thôi, cho nên có công thức này. Đấy. Như vậy đây rất quan trọng là cái đây chỉ là ON thôi. Và từ một định lý rất quan trọng,
từ một cái chứng minh rất quan trọng mà theo tôi là chúng ta cần phải biết đấy, theo tôi đấy. Theo tôi là sau này các thầy cô phải biết cái này và phải dạy cho học sinh. Học sinh cũng phải biết được chứng minh rằng từ đây suy ra. Thì suy ra là TN sẽ bằng là O lớn của N lớn ba N. Lúc chúng ta thì khi nào mà xong cái phần này tôi sẽ, lúc tôi sẽ quay lại để chứng minh cho các bạn xem cái này. Cái chứng minh này là hoàn toàn rất đơn giản, học sinh lớp 11 là hoàn toàn là hiểu được. Mà học sinh lớp 1 là nên biết. Nên biết cái này, tôi cái này mới là cái, mới là học máy tính, mới là quan trọng. Được rồi, thì như vậy là chúng ta vừa mới nhắc lại thôi. Để thấy rằng là như vậy thuật toán trộn là thuật toán sắp xếp trộn, là thuật toán sắp xếp đầu tiên học sinh được học sử dụng kỹ thuật mới là chi để trị. Và với kỹ thuật đó chúng ta nhận được kết quả là sắp xếp một cái dãy số chỉ hết n log n thời gian. Đó là cái luận rất quan trọng nhá, rất quan trọng luôn đấy. Vì có kỹ thuật mới, kỹ thuật lạ cho nên mới thu được kết quả tốt như vậy. Còn nếu không, chúng ta dùng sắp xếp chèn, sắp xếp chọn, xếp để bọt thì chỉ thu được là O lớn n bình phương là nó rất là chậm. Còn n log n là rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sang một cái thuật toán thứ hai rất quan trọng nhé. Là thuật toán là loại là sắp xếp nhanh. Bây giờ tôi sang cái toán thứ hai ở trong cái phần này. Hai là sắp xếp nhanh. Sắp xếp nhanh tiếng Anh nó gọi là quick sort. Thì đây là một cái thuật toán sắp xếp rất là nổi tiếng luôn nhé. Mà tất cả học sinh là muốn thi học sinh giỏi là muốn học về lập trình, về thuật toán thì bắt buộc phải biết cái này. Tuy nhiên trong chương trình thì nó không có, vì nó không bắt buộc, cho nên là hiện nay trong sách lớp 11 ấy, trong chuyên đề khoa máy tính của lớp 11 trong của cơ đồ trí thức ấy, thì cái toán này sẽ đã bỏ ra ngoài, không có trong sách giáo khoa. Toán này là bỏ ra ngoài, không có ở trong cuốn sách chuyên đề tin 11. Nhưng mà theo tôi thì nó rất quan trọng, nên tôi đưa vào đây để chúng ta sẽ vẫn được học cái này nhé. Mà cái này thì các bạn cũng nên rất cần biết, nhất là học sinh mà muốn học sâu hơn về thuật toán thì rất phải biết. Chúng ta thấy cái sắp xếp nhanh nó hay như thế nào, mà nó so sánh với cái sắp xếp mà trộn hay như thế nào. Đây là một đề tài rất là hay mà học sinh có thể học, có thể tự tìm hiểu. Sau này chúng ta thành một đề tài cho học sinh có thể tìm hiểu, tự viết lấy những cái bài báo, những cái bài viết là gọi là cái bài viết tổng kết, hay là những cái bài viết để mà tiếp thu cái thuật toán này. Rất là hay nhé. Rồi, thế thì quicksort là gì? Sắp xếp như thế nào? Thì cái bài toán này nó rất hay, nó đi liền với cái một lịch sử rất hay của nó, tôi sẽ mô tả sau. Nhưng mà cái bài toán này nó đi liền với một cái thuật toán, bài toán khác rất quan trọng là bài toán phân đoạn. Giống như là sắp xếp trộn thì đi liền với cái bài toán là gì? Cái bài toán là trộn hai dãy. Bài toán trộn hai dãy là bài toán sử dụng cái kỹ thuật hai con trỏ. Cái bài lần trước tôi nói cho các bạn sẽ là nhớ lại nhé. Cái bài toán trộn hai dãy đã sắp xếp để thành dãy mới sắp xếp, sử dụng thời gian chỉ là O N thôi, tính thôi, thì bài toán đó là bài toán điển hình của kỹ thuật hai con trỏ. Thì bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu thuật toán sắp xếp nhanh thì chúng ta phải học, phải biết một thuật toán khác, một bài toán khác có tên là bài toán phân đoạn hay là bài toán chia dãy theo phân đoạn. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái bài toán đó nhé. Như vậy cái bài toán phân đoạn này nó có ý nghĩa giống như là bài toán sắp xếp, bài toán trộn dãy so với sắp xếp trộn. Thì bài toán phân đoạn nó có ý nghĩa rất là hay, rất quan trọng, phân đoạn nhé. Phân đoạn. Bài toán này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sắp xếp nhanh. Thì bài toán này là như sau nhé. Để tôi mô tả cho các bạn xem bài toán này. Bài toán này cũng là bài toán độc lập với sắp xếp nhanh và nó rất là hay. Rất là hay. Cũng hay là nó cũng sử dụng kỹ thuật hai con trỏ. Kỹ thuật hai con trỏ là kỹ thuật rất hay sử dụng ở trong các bài toán lập trình. Bài toán phân đoạn là như sau nhé. Là cho trước một cái dãy. Cho trước một dãy A. Cho trước một dãy số A. Dãy số A bất kỳ nhé. Bài toán như sau. Bài toán là cần phải tách A làm hai đoạn con. Tách A làm đây tôi vẽ ra hình ảnh bài toán ăn
đây phần cái phần các phần từ của a đây. Bây giờ là cần kẻ tách a thành hai, thành hai cái đoạn, đoạn trên và đoạn dưới nhé. Đoạn sao cho là sao, sao cho là gì, sao cho là tất cả chia bởi một cái, chia bởi một cái giá trị này, cái hay một vị trí này, vị trí này nó gọi là vị trí chốt, cái giá trị này nó gọi là giá trị chốt nhé. Cái này tôi là nói sao mà tôi chúng ta phải chia cái dãy a làm hai phần được cách, được phân cách bởi cái phần tử chốt, gọi là chốt nhé. Với cái với nghĩa là như sau, với nghĩa là tất cả các cái phần tử ở phía trước của chốt phải nhỏ hơn tất cả các phần tử ở phía sau của chốt. Đấy. Đấy. Thì đây là phần trước của chốt nhé, đây là phần sau của chốt nhé. Ví dụ đây là chị, đây là không, đây là n chỉ một ví dụ nhé. Đấy. Thì cái vị trí này này nó gọi là vị trí chốt hay là phần tử chốt. Chốt. Tiếng Anh nó gọi là pivot. Pivot. Đó. Mẹ cho trước một dãy A bất kỳ, tôi cần tách ra làm hai phần, phần nửa dưới và phần là phần bên trái, phần bên phải, cắt tách nhau bởi cái vị trí chốt với cái giá trị là chốt nhé. Giá trị này là giá trị chốt này, giá trị chốt đây chứ, nhầm. Thì mình nghĩ là như sau này, ý nghĩa là gì? Là tất cả các phần tử ở trước chốt thì nhỏ hơn chốt, tất cả các phần tử ở sau chốt thì lớn hơn chốt. Để tôi vẽ nhầm, tôi xóa đi một tí nhé. Đấy, như này thì mới đúng này. Như vậy là ở trước chốt thì nhỏ hơn chốt, để chốt đây nhé. Ở sau chốt là lớn hơn chốt. Đấy. Đấy, thì cái vị trí này nó gọi là vị trí chốt. Còn cái giá trị này là giá trị chốt. Cái này nó gọi là giá trị chốt. Giá trị chốt. Cái vị trí này, cái chỉ số này nó gọi là chỉ số chốt hay là vị trí chỉ số chốt. Đó. Được chưa? Thì đây là một phân đoạn. Cho trước dãy số A làm sao để phân đoạn được mà dãy A làm hai phần. Mình có thể cho trước cái giá trị chốt. Còn vị trí chốt chúng ta phải tự làm. Tôi lấy ví dụ nhé. Bài toán này rất hay như này này. Đây, tôi lấy ví dụ cụ thể cho chúng ta hình dung nhé. Đây. Giả sử A bằng như sau này, A bằng ví dụ như là 5, 1, 2, 8, 7, 4, 10, 0, 9. Nhé. Được chưa? Đấy, thì bây giờ tôi giả sử như tôi giả sử tôi lấy cái pivot, tức là chính là cái giá trị chốt. Giả sử nhé, tôi đặt nó bằng... 5. Đấy. Thì bây giờ cái dãy của chúng ta làm sao chia làm hai phần, một phần đầu là nhỏ hơn 5, phần sau là lớn hơn 5. Nhưng phần đầu của chúng ta sẽ là cái A mới này sẽ là như sau này, A sẽ bằng là 1 1 này 2 này, đúng không? 1 này 2 này 4 này. Không, là những giá trị của dãy A mà nhỏ hơn 5. Xong đến 5, 5 là chính là giá trị chốt. Sau 5 sẽ là 8 này, 7 này, 10 này, 9. Đấy. Như vậy A mới nó sẽ là như thế này, đúng không nào? Được chia làm hai phần, phần nửa đầu là trước cái chữ này, cái chỉ này chính là cái vị trí này chính là cái chỉ số chốt. Giá trị chốt là 5, là pivot, đúng không nào? Đấy, cái vị trí này tôi gọi là P nhỏ nhé, P nhỏ bằng như P nhỏ là chỉ số đấy, 0 1 2 3 P 4. Vậy đây chúng ta sẽ, sau khi chúng ta phân đoạn xong thì tính được là cái P nhỏ là bằng 4, pivot là bằng 5 cho trước, còn P là bằng 4. Đấy. Như vậy là ta tìm thấy là ở phía trước cái P bằng 4, trước 5 là toàn các số nhỏ hơn 5, còn sau đó là toàn các số lớn hơn 5. Chúng ta tách làm hai phân đoạn cái dãy A làm hai phần, làm nửa đầu và nửa cuối. Nửa đầu là các số nhỏ hơn bằng 5, và nửa cuối là các số lớn hơn 5. Đấy, thì đó là cái gọi là phân đoạn. Bây giờ tôi mô tả lại chính xác cái bài toán nhé. Đây, chính xác là như sau. Chính xác là như sau. Là bài toán như sau. Cho trước dãy A và cái giá trị chốt, cho trước
là pivot. Pivot là phải nằm trong A nhé. Pivot là một cái giá trị mà là thuộc A. Pivot là thuộc dãy A. Bất kỳ. Có thể là một điểm bất kỳ, một giá trị bất kỳ. Bây giờ cần gì? Cần thực hiện các cái phép toán, các cái phép toán là so sánh này, lệnh gán, là các lệnh gán này, lệnh phép toán gán này, gán gán và so sánh và đổi chỗ vân vân, để phân đoạn dãy A thành hai phần ngăn chia tại cái chỉ số P ta cho ta cần tính nhé. Sao cho như sau, sao cho là với mọi y mà nhỏ hơn hoặc bằng P thì cái AI này sẽ nhỏ hơn hoặc bằng AP, mà cái AP này chính là pivot. Như vậy là mọi phần tử ở trước pivot đều nhỏ hơn pivot, và với mọi phần tử J mà lớn hơn P thì cái AJ này sẽ phải lớn hơn pivot. Còn tất nhiên là cái AP này chính là cái điểm, tại cái điểm P chính là pivot đó. Bài toán là cho trước A cần phải tính P đấy. Như vậy cái đầu bài của chúng ta hoặc là đầu bài của chúng ta là cho trước A, như vậy là input là A, bài của chúng ta là input A. Input A cũng có thể là cho trước pivot, hoặc có thể là không pivot, và output chính là P, là cái địa chỉ, là cái chỉ số của phần tử pivot đó. Và dãy A là tách làm hai phần trước và sau cái địa chỉ P đó nhé. Thì đây chính là cái bài toán rất rất là hay. Bài toán này có rất nhiều ứng dụng, dùng rất nhiều trong các bài toán khác nhau nhé, các bạn thấy nhé. Đó, thì mình chúng ta sẽ cùng nhau làm bài này đóng một trò rất quan trọng trong cái thuật toán sắp xếp nhanh chúng ta sẽ được học trong ngày hôm nay nhé. Đấy, thì làm thế nào bây giờ? Thì cách làm đơn giản, bài này cách làm rất đơn giản là cũng sử dụng hai con trỏ, vừa tờ hai con trỏ. Mà rất hay là bài toán này của chúng ta trông thế này thôi, coi như là nó sắp xếp dãy A làm hai phần trước và sau, đúng không nào, trước và sau một cái giá trị nào đó, mà bài này có cái độ thời gian, có cái thời gian chạy chỉ là ON thôi. Cái hay của đặt bài này là chỉ có thời gian ON thôi. Nó là một cái nôm na, nó là một cái loại phân đoạn ra sắp xếp đơn giản, không phải chi tiết, sắp xếp chia được hai phần thôi. Thì các con thấy là trong rất nhiều bài toán mà thi sinh giỏi là bài này là có nhé. Ví dụ những cái bài mà chia một dãy là làm phân sắp xếp dãy thành hai phần, một phần là lớn không, một phần là nhỏ hơn không, trước và sau một giá trị nào đó. Hay là chia làm hai phần, một phần là một toàn trị in thường, một toàn trị in hoa chẳng hạn, sắp xếp như vậy rất nhiều. Chia làm hai cái phần của một cái dãy cho trước. Bài này là một bài rất hay sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và chúng ta tìm thuật toán để giải cái bài toán này nhé. Thì bài toán này giải như sau. Thật ra là giải rất đơn giản và sử dụng hai con trỏ. Thì chúng ta mô tả một cái lời giải đơn giản nhé. Bài này sẽ có rất nhiều bài tập khác nhau đấy, nhưng mà tôi đưa đây một lời giải đơn giản thôi. Chúng ta sẽ tìm một cái lời giải đơn giản cho bài toán phân đoạn. Lời giải của chúng ta như sau, là chúng ta lấy cái pivot đó là bằng cái phần tử, là bằng cái giá trị là A0. Đấy. Chứ không cần thiết phải, thật ra có thể bất kỳ, nhưng chúng ta giải cho là bằng A0 trước, đơn giản. Hay chúng ta sẽ làm đơn giản hơn, hay hơn là chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ tạo ra một cái lời giải của cái phân đoạn A, không phải là trên một cái dãy A từ đầu từ 0 đến N-1, mà từ vị trí bất kỳ, từ một chỉ số đặt tên là left và ngoài cùng nên là right. Đấy. Tức là chúng ta sẽ tìm, đây là P, giá trị này chính là pivot. Chúng ta sẽ tạo ra một cái hàm như sau, hàm là partition, đây là tiếng Anh, nó là cái từ là partition, là phân đoạn nhé, partition, và nó sẽ là a
và bắt đầu từ chỉ số là left mà kết thúc bằng chỉ số là right. Đấy, thì đây là cái hàm chúng ta sẽ xây dựng. Hàm này sẽ trả lại là cái chỉ số pivot của cái chỉ số chốt, cái chỉ số của phần tử chốt. Hàm này sẽ trả lại chỉ số của cái phần tử chốt. Khi chúng ta gọi hàm, chúng ta gọi như sau. Khi mà gọi hàm ấy thì chúng ta gọi hàm là như sau. Chúng ta sẽ gọi cái hàm là partition a và bắt đầu là 0 và chỉ số cuối cùng là len a trừ 1. Như vậy là bắt đầu là chỉ số left là ban đầu của dãy nhé, chỉ số len a trừ 1 là chỉ số cuối. Đấy, thì như vậy là đây là đầu, đây là cuối. Thì đây là cái lời gọi hàm. Nó sẽ trả về cái chỉ số của cái phần tử mà nó ngăn đôi cái a này ra, a đây nhé, ngăn đôi ra một nửa đầu là nhỏ hơn pivot, nửa sau lớn hơn pivot. Pivot nó nằm ở đây đấy, được chưa? Thì chúng ta cùng nhau làm cái bài này. Chúng ta làm bài này với đặt cái giá trị là cái pivot này chính là cái giá trị của phần tử đầu của a, chính là giá trị a tại left nhé. Thì cái làm như sau này, chúng ta phân tích, các bạn cùng nhau làm nhé. Rất đơn giản như sau này. Bây giờ chúng ta làm như sau. Đấy. Chúng ta sẽ dùng hai con trỏ. Dùng hai con trỏ để chúng ta làm. Đây nhé. Bây giờ chúng ta làm như sau này. Giả sử ở đây nhé. Chúng ta đây này. Đây là left này. Đây là right này. Là phân tử của a là ở đây nhé, đây là chỉ ra các phân tử của a nằm ở đây nhé. Đây là cuối, đây là right, đây là left nhé. Rồi chúng ta làm như sau này, chúng ta chỉ cần là gì, ban đầu chúng ta đặt chúng ta đặt cái pivot đó chúng ta đặt nó bằng chính là a left. Đây chính là phần tử pivot nhé. Thì chúng ta đặt y chúng ta đặt chính là bằng left. Sau chúng ta cho cái điểm g là giá trị sẽ chạy nhé. Khi chạy thì y cũng chạy theo. Thì y có nghĩa là y nhé. Đây là y này, đây là y, đây là g này. Có thể g nằm ở đây nhé. Trong quá trình chạy thì ý nghĩa là như sau. Trong quá trình chúng ta chạy nhé. Khi chúng ta chạy g thì eg có nghĩa như sau này. Để tôi cho các bạn xem cái ý nghĩa của eg. Chúng ta lập trình rất là ngắn thôi nhé. Đấy. Chúng ta dùng hai cái biến là eg. Hai biến eg cùng chạy, nhưng biến g là biến chạy từ đầu đến cuối nhé. G sẽ chạy từ đầu đến cuối, chạy từ đầu đến cuối của dãy. Đầu đến cuối. Ý nghĩa như sau. Đây nhé, đây là y đây này. Đây là y này. Đây là g này. G. Được chưa? Thì ý nghĩa là như sau nhá. Ý nghĩa như sau này, ý nghĩa là gì? Là tất cả những phần tử mà nằm trước y. Tất cả những cái phần tử mà nằm trước y đều là những phần tử mà nhỏ hơn hoặc bằng là pivot. Đấy. Tất cả những phần tử nằm giữa y và g đều là những phần tử mà lớn hơn pivot. Còn phần sau này là phần chúng ta chưa xét, phần này chúng ta chưa xét. Y vẫn đang chạy mà. Khi g vẫn chạy xong tới đây nhé. Khi chạy xong tới đây thì là có phải là khi G chạy đến cuối, coi như hết đây rồi thì G nằm ở đây, Y nằm ở đây, thì phần tử trước Y là nhỏ hơn pivot, còn sau G lớn hơn pivot. Vậy có phải điểm Y này chính là điểm pivot không? Như vậy khi mà G chạy đầu đến cuối, chạy hết đến nơi rồi thì chúng ta vừa vặn thì cái Y này chính là cái chỉ số pivot. Đấy.
Thì cái làm như sau, chúng ta sẽ di chuyển G, và nếu gặp phần tử AG mà nhỏ hơn độ bằng hơn pi volt thì chúng ta đổi chỗ cho Y và tăng Y lên một đơn vị. Đấy, thì chúng ta làm như sau. Bây giờ tôi mô tả cái thuật toán nhé. Thuật toán như sau này. Đây. Rất đơn giản như sau. Cái thuật này rất hay các bạn ạ, nó rất hay, tôi muốn nói kỹ để cho các bạn xem. Nó cũng hay luôn đấy. Mà như vậy chỉ cần một vòng lặp thôi. Sau đó cái thuật toán này là nó gì? Là nó mất thời gian cũng đúng là chỉ là ON thôi. Đấy. Thì chúng ta tạo ra một cái thuật toán nhé, là partition A này, left này, và right. Ba cái tham số như thế này. Để chưa, tôi mô tả bằng pseudo code thôi nhá. Đấy. À, thì như sau này. Thì tôi đặt là đặt cái pivot này. Pivot này bằng là A left là phần tử đầu tiên. Được chưa? Đấy. Và P à, P ban đầu P chứ bắt là P tôi lại vị trí cố định P chính là bằng là left là cái vị trí mà rồi. Sau đó tôi đặt Y bằng P. Nhá. Vậy là đứng hiện nay Y bằng P tức là P ra đứng trước Y là đổi bằng P rồi. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ như vậy là Y là cái vị trí mà sau này Y chính là cái phần tử pivot đấy, Y chính là phần tử. Nhá, rồi chúng ta làm như sau này. Đấy, chúng ta làm như sau nhé. Rồi sau đó chúng ta cho vòng lặp thôi. À, chúng ta vào for y for g chạy này, for g chạy từ bao nhiêu, chạy từ left cộng 1 to right. Đấy. Tôi viết cái dạng ấy nhé, không tôi viết dạng là pseudo code thôi, không còn chính xác như là Python. Khi viết cái này là áp dụng cho cả C cho cả Pascal là được nhé. Đấy, bây giờ cho di chạy là như vậy, di cũng chạy, di chạy từ left vì là điểm P là đúng rồi, cho di chạy từ left cộng 1 là từ vị trí cạnh y từ đầu sang cuối của cái dãy A. Chúng ta kiểm tra nếu mà AG đấy, nếu AG mà nhỏ hơn hoặc bằng pivot đấy, thì ta đổi chỗ cho, thì chúng ta sẽ tăng Y lên một đơn vị. Đấy, và chúng ta đổi chỗ cho Y. Chúng ta đổi chỗ. Đổi chỗ. Đổi chỗ của AI và AG. Và AG. Đấy. Khi mà G chạy đến kết thúc rồi thì cái điểm Y chính là cái điểm mà Y chính là cái điểm mà phía trước Y là nhỏ hơn bằng pivot. Sau y là lớn pivot rồi, y gần như là điểm là cái vị trí chốt rồi, nhưng mà chúng ta cần làm thêm một động tác nữa là chúng ta sẽ đổi chỗ cho cái AP và AI để bảo đảm rằng khi đó thì AI của chúng ta chính là AP hay chính là pivot. Sau lệnh này thì AI chính là pivot, chính là cái điểm chốt, và phía đằng trước y là nhỏ hơn bằng pivot, nhỏ hơn bằng chốt, và sau y lớn hơn chốt, cho nên y chính là dãy cần tìm, chúng ta sẽ phải return y. Đây chính là thuật toán nhé, rất quan trọng, dù nó có vài dòng thôi nhưng mà toán này là trong máy tính là nó có ý nghĩa rất lớn các bạn ạ nhé. Đây là thực hiệu, đây là 1 này, 2 này, thuật toán này là rất nổi tiếng luôn đấy các bạn nhé. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Toán này thì nó đơn giản, nhưng mà cái hay của nó là nó giúp cho làm cho cái thuật toán sắp xếp nhanh trở nên rất là nổi tiếng. Thế nữa tôi sẽ nói nhé. Như vậy cái toán này là bạn thấy chỉ có đúng một vòng for thôi. Ở phía từ lệnh 1 đến lệnh 3, từ lệnh 1 đến lệnh 3 là mất là 0101 thời gian. Lệnh 4 là ON thời gian. Các lệnh số 5 cho đến 8, từ 5 cho đến 8 chỉ là mất là 0,1 thời gian, cho nên là tổng thời gian của cái thủ tục này, của cái hàm này là ON thời gian.
Vậy là chúng ta chỉ cần mất đúng tính tính n thời gian thôi để chúng ta sắp xếp lại cái dãy A, phân đoạn ở dãy A theo hai phần, phần ở trước y và sau y. Đằng trước y là nhỏ hơn hoặc bằng chốt, sau y là lớn hơn hẳn chốt, và y chính là chốt. Vấn đề quan trọng là y chính là chốt nhé. Đấy. Vì lệnh 8 là lệnh đổi chỗ, khi đổi chỗ AP và y thì y chính là chốt. Còn lệnh từ 4 cho đến 7 thì sau khi EG đến tận cùng bên phải thì y chính là cái vị trí mà đằng trước y là nhỏ hơn bằng chốt, sau y lớn hơn bằng chốt. Nhưng mà tại vì là lúc đó thì y chưa phải là bằng pivot, bằng chốt. Chúng ta cần thực hiện là cái lệnh 8 đấy, lệnh 8 để đổi chỗ AP với y, thì khi đó thì AI sẽ chính là bằng pivot. Và khi đó thì gì? Khi đó thì điểm y chính là điểm chốt thật sự. Được rồi, thì toán này là rất đơn giản đúng không ạ? Rất đơn giản và rất là hay. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dựa trên cái toán này, chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra cái toán xếp nhanh nhé. Toán xếp nhanh là do một cái ông nhà toán học tên là Ho nhé. Để tôi bây giờ chúng ta quay sang mô tả cái thuật toán sắp xếp nhanh. Thuật toán sắp xếp nhanh rất là nổi tiếng luôn nhé. Tác giả là Ho. Đấy. Ông này làm cái ra, nghĩ ra toán này vào những khoảng những năm 60 của thế kỷ trước tại Moscow nhé, tại trường MGU, tại cái trường tổng hợp quốc gia mà Moscow, một trường rất là nổi tiếng nhé. Khoảng năm 1960 gì đó ở thế kỷ trước nhé. Thì ông ta làm như sau, cái toán này rất là, toán này nó dựa trên thuật toán sắp xếp nhanh, nó hoàn toàn dựa trên cái thuật toán phân đoạn và dựa trên ý tưởng là chi để trị. Quan trọng nhất của nó là chính là chi để trị. Thì chúng ta cùng nhau mô tả thuật toán nó nhé. Vì tôi mô tả bằng toán này có tên là Quicksort. Thì biểu tôi mô tả lại chính xác nhé. Tôi mô tả toán này là nó là đẹp, viết vào chương trình luôn nhé, là Quicksort. Quicksort kiểu nó là A left right. Đây. Gọi của nó sẽ là Quicksort của 0 cho đến lên A trừ 1 nhé. Đây. Thì như sau này, rất là dễ, sao tôi kiểm tra nếu mà left mà bằng right, nó có một phần tử thì tôi không phải làm gì cả. Nếu mà left mà nhỏ hơn right thì mới cần phải làm như sau này. Đầu tiên tôi gọi cái hàm partition. Đấy. Partition để lấy ra cái phần tử cái chỉ số chốt A này, left right. Cái partition này lấy ở trên nhé. Như vậy ta P chính là cái chỉ số chốt, được chưa? Để bảo đảm rằng là cái A sẽ tách ra phân làm hai đoạn, đoạn ở phía trước P và sau P. Đoạn của trước P sẽ đều nhỏ hơn hoặc bằng là AP. Đoạn sau P là lớn hơn hẳn AP. AP chính là cái chỉ số chốt. Sau đó chúng ta gọi đệ quy là Quicksort của A nhé. Lấy từ phần tử trước left và p trừ một, bỏ p chứ p là phần tử chốt, luôn là phía trước p luôn nhỏ hơn bằng p, cho thực lấy p trừ một thôi. Và tôi gọi tiếp theo là quicksort của a, và đây là p cộng một, chúng ta chú ý nhé, đây là y. Đấy. Thì đây chính là thuật toán quicksort, có thể rất là đơn giản không? Cái lệnh số 2 chính lệnh chia đôi ra đấy, chính lệnh chia đấy. Còn cái 3 4 chính là trị đấy. Và kết hợp khi xong là kết hợp là xong luôn. Chúng ta ngăn đôi ra, chúng ta cứ chia đôi ra bằng cái phân đoạn mà ta gọi để quy tiếp. Và cứ như thế cho đến khi bằng một phần tử dừng lại.
Đó, nhưng mà đây chính là cái thuật toán quicksort rất là nổi tiếng các bạn, rất nổi tiếng nhé. Như vậy chúng ta làm bài tập như sau là chúng ta dạy A đây nhé. Chúng ta dùng cái lệnh hai, lệnh phân đoạn chúng ta ngăn đôi ra chúng ta làm hai. Thì phần nửa sau là phần lớn AP, phần lớn trước phần nhỏ là AP. Chúng ta gọi đệ quy, gọi đệ quy hai phần này. Sẽ lại ngăn đôi ra. Cứ như vậy ta cứ gọi đệ quy liên tục, khi nào hết thì thôi. Như vậy là bài này làm cái thuật toán rất đơn giản. Ý tưởng vô cùng đơn giản, dựa trên thuật toán thì dựa trên cái bài toán là phân đoạn mà chúng ta đã biết. Được chưa? Nhưng mà cái chú ý nhé, cái lệnh số 2 là P là partition này thì nó không phải là chia đôi đâu. Nó chia hỗn loạn, mình không kiểm soát được cái chuyện đó đâu. Không phải là chia đôi hoàn toàn. Chia cái bài toán này là nó rất hay của nó là nó không phải là chia đôi mà nó chia làm hai phần thôi. Hai phần đó có kích thước có thể nó không bằng nhau, nó tùy thuộc cụ thể vào cái bài toán đó, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập cái bài giải chính thức nhé, trên Python nhé. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái gì? Là chúng ta cùng nhau viết là thuật toán, cùng nhau thiết kế cái thuật toán sắp xếp nhanh. À thôi, thêm một chút các bạn là hiện nay là do cái chương trình nó không biết rõ, cho nên hiện nay là sách cuốn sách chuyên đề tin 11 của kết nối tri thức thì không nhắc đến thuật toán sắp xếp nhanh này, mà chỉ nhắc đến là thuật toán sắp xếp trộn thôi. Nhưng trong sách chuyên đề của bộ cánh diều thì có nhắc đến thuật toán này, nhắc đến ở dưới cái dạng là rất là đơn giản thôi. Đấy. Rồi bây giờ tôi xin phép được mô tả nó nhé. Chúng ta sẽ phải dùng đầu tiên chúng ta tạo ra cái thuật toán là cái phân đoạn đã, partition. Đấy, partition ở đây là A, left, right. Chúng ta nhớ lại cái toán đó nhé, rất đơn giản. Chúng ta đặt là pivot này bằng A, left. Và đặt P. P là cái địa chỉ đầu đó, tôi đặt là P này. Đây giờ chúng ta lấy cái giá trị pivot chính là phần tử đầu tiên của A, được chưa? Đấy. Sau chúng ta đặt Y bằng P hay Y chỉ bằng left. Rồi, sau chúng ta cho cái G chạy từ mấy? G chạy từ Y cộng 1 hay từ left cộng 1? Từ left cộng 1 đến right. Đến right thì là đến right cộng 1. Đấy. G chạy từ đây nhé, chạy từ cái, vì bản thân cái y này là left này là cái a left nó bằng pivot rồi, chứ không cần nữa. Chúng ta chạy từ phần tử cạnh của left, từ left cộng 1 đến right cộng 1, đến right thôi nhé. Rồi, kiểm tra này, nếu a g mà nhỏ hơn hoặc bằng pivot đó, bằng phần tử chốt, thì chúng ta sẽ đổi chỗ, giả sử chúng ta phải tăng y lên một đơn vị đã, chúng ta đổi chỗ ai với ag, bảo đảm là ai nó sẽ là phần tử nhỏ hơn bằng pivot nhé. Ai phẩy ag, chúng ta đổi chỗ, đây chính là lệnh đổi chỗ trong Python, rất đơn giản đúng không nào? Đấy. Được chưa? Sau ba cái lệnh này thì điểm khi mà g đến cuối của cái dãy A rồi thì cái đó y chính là cái vị trí mà gì, mà trước y thì là nhỏ hơn bằng pivot, và sau y thì lớn hơn pivot, và cuối cùng chúng ta chỉ cần làm động tác cuối cùng là chúng ta đổi chỗ a y với a left với ap đấy, bảo đảm rằng a y chính là pivot. Chúng ta đổi chỗ là gì? Đổi chỗ AP với AI. Lệnh này bảo đảm rằng cái phần tử AI đó chính là pivot luôn. Như vậy y thực sự chính là cái chỉ số pivot. Đấy. P. Vậy đây là lệnh đổi chỗ AI và AP. Sau đây này thì đã làm xong, chúng ta chỉ việc return. Return y là xong. Đấy, thì đây là cái đoạn chương trình rất là ngắn nhé.
Mà cái hay của thuật toán này là gì? Là ta chỉ cần một vòng for thôi. Như vậy mà này, cái việc mà chúng ta tạo cái partition này nó chỉ là ON thôi. Đấy. Rất hay chỗ đó nhé. Vì chúng ta sẽ viết lại thuật toán cơ bản nhất là thuật toán là quicksort. Quicksort. Làm ta làm cho làm tổng quát luôn. Thật ra có thể viết dạng là từ 0 đến N 1 cũng được. Chúng ta để đây nhé. If này, if left mà left nhỏ hơn right thì mới làm, còn không thì thôi. Nhưng mà A mà có cái độ dài là 1 ấy, khi left bằng right, A là 1 thì không cần, thì ta để nguyên như cũ. Được, chúng ta làm như sau này, chúng ta đặt gọi P, gọi là cái hàm này là P, ta gọi cái hàm partition đấy, của A. Chúng ta cũng cân đôi, chia đôi hai, chia đôi cái ấy ra, phân đoạn cái dãy A làm hai phần. Hai phần đó có thể là không bằng nhau. Đấy nhé. Sau đó chúng ta gọi quicksort. Quicksort của A. Đấy, left và đến là P trừ 1, chú ý nhé, phải phải P trừ 1 vì được cái điểm P là không cần. P chính là cái gia vị chỉ chốt. Thì là nằm luôn làm giữa, nằm lớn hơn cả phần tử ở bên trái và nhỏ hơn các phần tử ở bên phải, cho nên P không cần phải đưa vào để ta gọi để quy nữa, chúng ta bỏ qua P. Thì như vậy nó mới nhanh được nhá. Quicksort gọi tiếp là A và P cộng 1, đấy rất quan trọng. Và đây là rồi. Vậy nó rất đơn giản như này thôi. Thấy không nào? Đấy, để chúng ta thử làm thử nhé. Bây giờ chúng ta gọi thử một chương trình, chúng ta thử thấy ngay mà. Chúng ta chương trình. Chúng ta gọi A đây. 2, 1, 10, 6, trừ 8, 7, 14, 0. Dựa như này nhé. À, chúng ta gọi quicksort này. Quicksort. A, 0. Len A chỉ 1. Đấy. Để tôi thử print A ra nhé. Xem như nào. Print A. Để tôi ghi ra này. Cái bài của chúng ta là cái bài lớp nào. Nhiều lớp quá, lớp nào. Không nhớ nữa, không nhớ nằm ở đâu đấy, để tôi một chút. À, đây lớp mình này. Đấy. Hôm nay là cái bài là buổi học thứ 9. Về 9. Nhé. Đặt tên là quicksort. Chỉ thử xong đúng không nhé, xong lỗi không nhé. Như vậy chúng ta có hai rất đơn giản, thuật toán quicksort rất đơn giản, nó chỉ có 4 lệnh như này thôi. Đấy. Và nó gọi cái hàm là partition, cái hàm là cái hàm phân đoạn. Hàm nhắc lại, hàm phân đoạn là hàm sẽ trả lại cái chỉ số của phần tử chốt, phần tử pivot, là cái phần tử mà tách cái A ra làm hai phần, phần phía trên, phía trước của pivot và sau pivot. Phần phía trước pivot là chốt là nhỏ hơn phần tử chốt, nó bằng. Phần sau là lớn hơn phần tử chốt. Chạy thử nhá. Chứ 8, 0, 1, 2, 6, 7, 10, 11, đúng rồi đấy. Được chưa? Rồi, như vậy là... Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mà... Có một số... trước khi chúng ta đi vào cái phần hay mà tôi muốn nói hôm nay, thì chúng ta sẽ phân tích lại một chút. Với thuật này thì là như thế nào nhé? Đây, chúng ta nhìn vào đây nhé. Và chúng ta cùng nhau phân tích xem là cái độ thời gian chạy của cái này nó là như thế nào. Đây này, bây chúng ta phân tích thời gian của nó nhé. Đây chúng ta để bên này, phân tích thời gian nhé. Chúng ta cùng nhau phân tích này. Đó. Thực ra rất là khó luôn. Bài này xin lỗi tôi sẽ cái việc phân tích tính được cái TN
nó hơi vượt quá chương trình của chúng ta, hơi vượt quá một chút thôi. Thật ra nếu mà nếu có thời gian tôi sẽ quay lại chứng minh cho các bạn cái nào, nhưng mà ở đây tôi chỉ phân tích một chút thôi. Tức là tôi chứng minh như sau nhé, tôi tìm cho là tôi xét trường hợp xấu nhất xem là thoái này chiều xấu nhất thì nó là bao nhiêu nhé. Còn trường trung bình chúng ta chưa tính được, xét trường hợp xấu nhất nhé. Trường hợp xấu nhất và tốt nhất là gì? Trường hợp xấu nhất khi nào? Xấu nhất là khi nào? Khi mà rất lại như thế là còn rất lại. Trường hợp xấu nhất chính là trường hợp A đã sắp xếp rồi, là A đã sắp xếp xong rồi thì chạy nó rất lâu, đã sắp xếp xong thì nó lại là sắp xếp xong rồi. Chúng ta cùng nhau phân tích nhé. A đã sắp xếp rồi thì chúng ta tính thử xem là trường này thì nó chạy với 3 theo bao nhiêu nhé. Thì nếu mà A mà xong rồi nhé, thì P sẽ luôn luôn như nào? Vì A dễ A luôn tăng dần mà P là phần thử đầu tiên. Chúng ta lấy là cho nhớ lại là cái pivot là phần thử đầu tiên. Thì chúng ta có là cái P này luôn bao nhiêu? Cái P này nó luôn là bằng left. Nó luôn là bằng left. Trường hợp mà A nó xếp xong rồi, các bạn nhớ lại nhé. Trường hợp A nó xếp xong rồi thì như sau này, thì chúng ta xem lại một chút, chúng ta sẽ phân tích vì sao nó lại cái P nó chính là nó bằng left. Đây chúng ta cùng nhau chúng ta phân tích nha. Đây. Đây này. Chúng ta xem lại cái thuật toán này, đây này. Đâu nhỉ? Đâu. Nếu A mà sắp xếp mà đây thì cho ở đây. Đây. A sắp xếp tăng dần nhá. Thì cái P là cái pivot là phần thử đầu tiên của A, chứ P là phần thử nhỏ nhất, đúng không nào? Nhỏ nhất, cho nên là với mọi cái AG này thì tất cả chúng đều lớn, L hơn pivot hết. Suy ra cái Y này nó chính là left. Y nó chính là left. Đó. Cho nên là khi gọi hàm left thì cái quick sort là cái loại đại đầu này P nó chính là chính left, cái này nó là nó không gọi, cũng gọi chính cái này thôi. Cái này là có độ dài là P cộng 1, chính là từ vị trí 2 trở đi, nó độ dài của nó chính là N trừ 1. Đấy, cho nên là trường hợp mà A là nó xếp xong rồi nhé, thì khi gọi hai hàm con này thì cái gọi hàm con thứ hai này nó chính là có độ dài là N trừ 1. Vậy tôi suy ra như sau. Vậy trường hợp này Vậy suy ra như sau. Suy ra là cái TN của chúng ta này, P luôn bằng left hay là P bằng left, thì suy ra là cái độ dài của này nó sẽ bằng chính là N trừ 1. Vậy suy ra là cái TN này nó chính là bằng là TN trừ 1 cộng với một cái hàng số như này. Đúng không nhỉ? Để tôi kiểm tra lại nhé. Cái dòng 2 này cũng là ON này. Đây. ON chứ, ON. Vì cái dòng 2 này, cái partition này là ON. Vậy tôi có là TN sẽ bằng là TN trừ 1 cộng với ON. Đấy. Đấy, cái này. Vậy thì ta thấy dễ dàng thì suy ra này là trường hợp xấu nhất ta suy ra là TN của nó chính là bằng là O lớn N bình phương. Đấy. Vậy suy ra là trường hợp xấu nhất của thuật toán quicksort là nó lại rất là xấu, nó là chính là N bình phương, nó lại giống với là sắp xếp chèn, sắp xếp chọn, sắp xếp nổi bọt. Như vậy là trường hợp mà xấu nhất thì thuật toán sắp xếp chọn, sắp xếp chèn nó lại không nhanh, nó lại rất là chậm. Đấy, chúng ta phân tích nhé. Như vậy là trường hợp xấu nhất của toán này thì độ phức tạp của nó chính là ON bình phương. Còn trường hợp trung bình và tốt nhất, phần này tôi không chứng minh, phần này nếu có thời gian tôi sẽ chứng minh sau nhé, ở lớp học sinh giỏi tôi sẽ chứng minh.
thì có thể chứng minh được. Cái toán chứng minh này là hơi khó một chút đấy, là trường hợp trung bình và tốt nhất chúng ta có thể chứng minh rằng nó chính là có độ phức tạp thời gian chính là O n log n. Vậy nó là độ phức tạp của nó là bằng với sắp xếp gì? Sắp xếp là sắp xếp trộn. Đấy. Như vậy là quick sort là sắp xếp nhanh ấy, trường hợp xấu nhất thì rất là dở, rất là xấu. Nhưng mà trung bình thì lại là bằng với sắp xếp trộn. Được chưa? Nhưng mà chúng ta có cái bảng sau đây để so sánh hai thuật toán sắp xếp mà chúng ta được học, đúng không nào? Đây nhé, tôi mô tả các bạn. Chúng ta có cái bảng sau đây nhé. Đây là tốt nhất này. Đây là trường hợp trung bình này. Và đây là xấu nhất này. Xấu nhất nhé. Đây là sắp xếp trộn. Đây là sắp xếp nhanh. Nhanh nhé. Đây, sắp xếp trộn thì tất cả, tôi có thể chứng minh tất cả nó giống nhau, nhưng tất cả đều là O n log n hết. N log n. Đây là O n log n nhé. Sắp xếp nhanh này. Tốt nhất là O n log n. Trường hợp trung bình là O n log n. Mà trường hợp mà xấu nhất là O n bình phương. Đấy. Được chưa? Đấy, thì đó là cái luận mà chúng ta làm bây giờ phút này là như vậy. Thì cái hay của nó là chỗ nào nhá? Tôi phân tích các bạn là cái hay của chỗ là như thế này này. Trường hợp nhất chúng ta không cần tính, bây giờ chúng ta quan tâm đến cái phần trung bình này thôi nhá. Thì cái rất hay của thằng này là như sau, là mặc dù là cùng là n log n, nhưng mà cái thuật toán sắp xếp nhanh này nó có cái vận tốc thời gian chạy là vô cùng nhanh, nhanh hơn rất nhiều lần so với cái thuật toán sắp xếp trộn. Nó cực kỳ nhanh, nhanh đến mức mà không tưởng luôn. Chính vì nhanh này cho nên cái ông tác giả nhà toán học tên là Ho đấy, ông ta khi nghĩ ra cái này ông ta thử trên máy tính, ông ta thấy quá nhanh, ông ta đặt tên luôn là sắp xếp nhanh. Chính vì nhanh như vậy cho nên người ta đặt tên nó là sắp xếp nhanh. Mà quả thật đó là nó nhanh thật luôn, chứ không phải là nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tính toán thử xem nhé, xem nhanh không nhanh nhé. Bây giờ tôi sẽ copy vào đây kia thuật toán sắp xếp trộn, chúng ta cùng nhau để chúng ta xem lại. Hôm trước chúng ta đã có cái bài, hôm trước có sắp xếp trộn merge sort, đúng không nào? Bây giờ copy cái này sang bên kia nhé, và chúng ta cùng nhau phân tích. Đây, sắp xếp trộn này nhé. Đấy. Chúng ta cùng copy sang quick sort, được chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau, cùng các bạn chúng ta thử nghiệm xem nó nhanh hơn hay như nào. Chúng ta copy vào đây. Đấy. Bên này là sắp xếp merge sort, và sắp xếp mà là trả về một cái hàm khác. Còn đối với sắp xếp quick sort là sắp xếp tại chỗ, tức là cái hàm này nó không trả về một cái dãy khác. Nhưng mà chúng ta có thể mà tôi về nhà, các bạn sẽ phải làm tôi về nhà cái dạng khác nhau của quick sort. Câu yêu cầu là trả về các cái hàm khác. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau làm như sau. Chúng ta sẽ phân tích thời gian chạy của hai cái này nhé. Bây giờ chúng ta làm như sau. Phần này là phần theo tôi rất là hay luôn. Phần này mới là cái phần mà các bạn thấy rằng là cái ý nghĩa của cái hay của các cái phương pháp về khoa học máy tính, mà cái hay của cái các về thuật toán. Chứ chúng ta đừng chạy theo cái chuyện là thi sinh giỏi, hay là chạy theo cái chuyện là chỉ bằng mọi giá luyện gà nòi thôi, thì không thấy được cái hay của nó. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem hay của bài toán này là như thế nào nhé, rất hay. Bây giờ chúng ta sẽ sinh các cái test cộng nhiên cho cả hai trường hợp, cho cả bài toán là sắp xếp trộn và sắp xếp mà nhanh. Mà chúng ta tính thời gian xem là nó nhanh thực sự, nhanh như nào, nhanh mà chúng ta hiểu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và sẽ tìm hiểu sau này vì sao cái ông bác học tên là Ho đó, năm 60 đó, lại đặt tên là quick sort. Vì sao ta đặt tên như vậy? Thì chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Chúng ta nghiên cứu lại cái bài toán này. Coi như nghiên cứu lại cái bài toán này vào cái thời kỳ cách đây là 100, cách đây là 60 năm nhé. Rồi, chúng ta làm như sau này. Bây giờ tôi sẽ làm cái bài toán là sinh ngẫu nhiên các cái số, các cái dãy, và chúng ta sẽ làm cái bài toán tính thời gian. Rồi, tôi làm cái bài toán như sau này. Tôi đếm cái là sinh dãy nhé.
sinh dậy. Đấy. N. Cái toán này là cái hàm này sẽ sinh ra một cái dãy ngẫu nhiên. Dẫn nguyên các cái số nằm trong khoảng từ ví dụ từ n chia 2 đến n chẳng hạn nhé. Đấy. Tôi chỗ này tôi phải from random. Tôi để bên ngoài cũng được. Ở đây nhé, tôi để bên ngoài tôi from muốn sinh ngẫu nhiên ta phải dùng cái thư viện là random. Chúng ta import cái hàm sau đây. Cái hàm là rand in, cái hàm này rất rất hay. Hàm này là cái hàm là in ra các số nguyên nằm giữa khoảng nằm giữa hai giá trị a và b nhé. Đây. Chúng ta làm như sau, chúng ta tạo một dãy a bất kỳ như thế này. Và chúng ta là for i in range, chúng ta lặp lại là n lần. Cái này chỉ là lặp lại n lần thôi. Và chúng ta sẽ append cái hàm là render in nhé. In là cho in từ coi như từ 0 đi. In thuộc được từ n chia 2 đến n. Nhưng cái hàm này nó sinh ra gì? Nhưng nó sinh ra nó dãy một dãy n số nằm trong khoảng từ n chia 2 đến n. Và chúng ta sẽ return a. Hoặc chúng ta để này cũng được, hoặc chúng ta để là sinh ra từ 1 đến cũng quan trọng lắm. N chia 2. Cho phép nó trùng nhau một chút nhé. Chứ vì n số mỗi số lần là 1 n cho phép các số trùng nhau, không sao, không quan trọng lắm. Được chưa? Đó là hàm thứ nhất này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta sẽ tính thời gian. Chúng ta dùng lệnh là from time import cái hàm là performance counter. Rồi. Nào bây giờ chúng ta cùng tính thời gian nhé. Đây bây giờ chúng ta cùng tính thời gian. Chúng ta cùng test và tính thời gian. Đây. Bây giờ tôi đặt đầu tiên tôi thử n, đầu tiên thử n bằng cho n bằng 500 trước nhé, bằng 100 trước nhé. Tôi đặt a bằng a tôi sinh dãy là n phần tử nhé. Rồi bây giờ để cho tính toán cho cái hai hàm này tôi sẽ phải làm sao, tôi cái hàm merge sort nó có thay đổi, nó cũng thay đổi dữ liệu. Hàm merge sort thì không đúng không? Hàm merge sort là nó không thay đổi. Tôi chạy cái hàm merge sort trước, sau đó tôi mới chạy cái hàm mà được chưa? Tôi chạy thôi mà nhé. Rồi làm như sau này. Quick sort đây rồi. Bây giờ tôi quick sort thì không cần, tôi để đấy nhé. Không cần in ra, tôi cần tính toán thôi nhé. Đây tôi viết là tính là T1 bằng performance counter P performance counter T2 xin lỗi. Tôi chạy cái hàm là merge sort A. Chạy cái hàm merge sort A. Đấy. Mình cái hàm merge sort chúng ta là cái hàm merge sort nó không là a thay đổi, nó chỉ trả lại một dãy mới. Tôi chạy hàm này merge sort a, sau đó tôi tính T2 bằng performance counter và tôi print ra cái thời gian chạy cho cái merge sort trước nhé. Print này sắp xếp trộn in ra cái tôi dùng cái hàm round cho nó khỏi đỡ, hàm round của T2 trừ đi T1 nhé. T2 trừ T1 và tôi lấy là ví dụ tôi lấy 10 chữ số sau dấu phẩy. Đấy, đó là cái diễn trộn trước nhé. Sau đó tôi làm lại cái chỗ này, tính tiếp với quick sort này T1 nhé và T2 đây. Đấy, sắp xếp trộn một điều sắp xếp nhanh. Nhưng máy sẽ tính toán thời gian chạy của cả hai chương trình và chúng ta trả cho ta cái thời gian chạy cho cả hai nhé. Đấy, sẽ biết là đến cho n 100 trước này. Tôi kiểm tra này nhé. N
Như vậy trường này là chúng ta không in ra kết quả, chúng ta chỉ tính thời gian thôi. Và chúng ta xem là thời gian chạy của hai cái này là như nào nhé. Đây, cho chạy thử nhé. Đây, xếp trộn là 0.0008, còn xếp nhanh là 0.004, nhưng mà hai cái này nó xấp xỉ nhau nhé. Thậm chí ở trường này thì là nhanh, nó nhanh một chút thôi, nhanh một chút thôi, 0.008 thì 0.1. Bây giờ tôi sửa lại cái này bằng 1.000 xem nó nhanh hơn bao nhiêu nhé. Xếp trộn là 0.01, còn xếp nhanh là 0.006. Như vậy có thể bạn thấy nhanh, xếp nhanh là nhanh hẳn đúng không? Cùng là hai cái này cùng là có thời gian chạy là n log a, n bậc của đó là n, cùng bậc nhưng mà xếp nhanh hẳn. Xếp trộn là 0.01 giây, còn xếp nhanh là 0.006 giây, thấy không nào? Như vậy ở đây xếp nhanh là nhanh hẳn đúng không nào? Bây giờ cho n bằng 10.000 kiểm tra. Đấy, như vậy là xếp trộn là 0.12, là 0.1 giây đấy. Còn xếp nhanh là 0.08, vẫn rất là nhanh hơn. Bây giờ chúng ta cho đây là 10.000, bây là 100.000. Thử xem. Đấy, sắp xếp trộn là 0.4, xếp nhanh là 1 giây, vẫn là 1 giây. Thấy được. Thế là vẫn nhanh hơn đúng không nào? Vẫn rất nhanh hơn. Bây giờ tôi nói chung là chúng ta cho thời gian nó càng lên cao ấy, thì nó sẽ lệch thời gian chạy lệch nhau, nó sẽ càng nhiều. Đây là 5 này, chúng ta kiểm tra. Để tôi một chút, tôi sẽ sửa lại một chút xem là như thế nào. Với 5.000, 500.000 thì cái thằng trộn nó hơi bị lâu rồi đấy. Tôi cảm thấy nó không đúng lắm, thì tôi kiểm tra lại nhé. Vì ở đây cái A của tôi không đợi một chút. Vì trong quá trình mà tôi làm việc với A, tôi vẫn trộn, tôi vẫn sẽ thay đổi nó mà. Đây này, B này, A đây này, B, C đây nhé, đây này. A đây. Thì tôi một chút, tôi sửa lại một chút cho nó nhanh hơn nhé. Bây giờ tôi làm này. Bây giờ A đây tôi viết là B bằng, tôi sinh ra hai cái bản copy cho nó, hai copy. B này, C bằng A copy. Đấy. Xong ở đây tôi trộn là trộn cái B nhé, B này. Và với cái này tôi làm việc với C. Quicksort làm việc với C, không tôi muốn động vào cái A cho nó khác biệt hẳn đi. Tôi kiểm tra lại một chút C đấy. Vậy tôi tạo ra hai cái bản sao của A, một bản sao là B, mà sao là C. Và với trộn tôi chọn làm việc với B, với A nên không ảnh hưởng đến nhau cả. Với quicksort tôi chọn là với C. Tôi kiểm tra lại nhé. Tôi kiểm tra lại đây là 100.000 này. Nó cũng thế cả luôn, nó cũng thế. Hình như càng lên cao thì nó mới càng đấy cơ. Càng lên cao càng phải có thời gian thử. Để tôi cho các bạn xem kết quả các bạn tôi đã từng làm ở chỗ khác nhé. Đây tôi cho các bạn xem kết quả mà tôi đã từng làm thử cái bài này. Nhìn nó hơi khó một chút nhé. Đây tôi copy từ cái máy, từ cái sách của tôi ra cho bạn xem. Đây nhé. Không hiểu còn xưa tôi làm nào mà tôi làm nhanh thế, bây giờ tôi không nhanh như tiên thời tôi làm nhỉ. Thực ra nó phải rất nhanh thì mới đúng ấy. Để đợi tôi xem một chút, xem tôi có thể cải tiến một chút kia. Mười ngàn, 100.000. Đấy. Tôi để 200.000 xem nào bắt đầu là bao nhiêu nhé. Đây một chút. 3 giây, 2 giây. Kết quả ở đây nó vẫn không nhanh lắm, nó không lệch cho lắm. Thật ra trong máy tôi kiểm tra nhanh hơn rất nhiều lần nhưng mà thấy được. Để tôi nên chúng ta dừng ở đây thôi. Tóm lại là chúng ta chú ý rằng là gì? Là cái xếp nhanh đó là mặc dù nó là cùng là có cùng bậc với sắp xếp trộn, một thằng chạy rất là nhanh
Chính vì vậy mà cái ông tác giả ông ấy gọi cái này là nhanh, mà thật sự là rất nhanh hơn thật. Và cô xin nói các bạn biết nhé, là ở trong Python ấy, thì cái lệnh mà chúng ta có ở trong Python, đối với dãy chúng ta có hai hàm, một cái hàm là sửa a là một cái dãy nhé, thì có hai hàm, một cái hàm là hàm a chấm sort đây, thì hàm này là cái hàm mà gọi là sắp xếp tại chỗ của a, chạy xong là a sẽ sắp xếp tăng dần. Thì cái hàm này là hàm có cái Python họ dùng cái thuật toán là sắp xếp nhanh, và nó có thời gian chạy là log n đấy. Hàm thứ hai là hàm sorted. Hàm này là hàm mà nó trả lại một cái hàm mới, một cái dãy mới là b, thì b sắp xếp và bản thân a nó không động vào, a nó không, vẫn không đổi. Thì cái hàm này là hàm mà đầu vào là a, đầu ra là b, là cái dãy được là cái dãy chính là dãy a được sắp xếp lại theo thứ tăng dần, thì cái hàm này cũng có tốc độ bằng hàm trên, cũng có cái thời gian chạy lại n log n này. Đấy, thấy không nào? Như vậy ở trong Python chúng ta được quyền dùng hai cái hàm này khi chúng ta chạy chương trình khác nhé. Còn khi chúng ta làm các bài tập mà liên quan đến sort thì chúng ta phải viết lấy những cái hàm mà tôi vừa làm ở trên. Còn nếu chúng ta dùng trong bài tập khác mà cần dùng đến sắp xếp thì chúng ta sẽ dùng hai cái hàm này. Và cái hai cái hàm này ở trong máy tính nó làm rất là nhanh. Vì tôi sẽ kiểm tra lại các bạn xem nhanh hơn như thế nào nhé. Đây tôi kiểm tra một chút ngay tại đây thôi. Đây. Như vậy ở đây là B và C đây nhé. Bây giờ tôi sẽ làm một cái bài toán khác để tính trực tiếp trên A. Tôi copy cái này vào thôi. Kiểm tra xem Python chạy nhanh hơn không nhé. Python nó làm nhanh lắm các bạn ạ. Đây, chúng ta cho xem. Chiều thứ ba này tôi không dùng quick sort mà tôi làm như sau. Tôi sẽ luôn cho trên A nhé. Tôi viết là A sort. Đấy, đây là lệnh của A nhé. Và đây là Python. Tôi viết đây là Python. Python là như thế này. Rồi, bây giờ kiểm tra nhé. Như vậy với là 200.000 đi. Đây là 200.000, N 200.000 đi kiểm tra này. Thành là 3 giây. 2 giây, thành là 0.04 giây. Đấy, cực kỳ nhanh này. Có thế, như vậy là cái Python làm rất là nhanh luôn. Tôi cảm giác phần của tôi làm cái này nó không chính xác lắm, để tôi kiểm tra đúng vẫn phải rất rất thấp thì mới đúng, chứ của tôi làm cái này nó lại xấp xỉ cái ba này, là cảm giác nó không chính xác lắm, mà cực nhanh thì mới đúng. Như này, thằng như là Python này, cái bài này nó vẫn với 200.000 vẫn 0.04 giây, cực kỳ nhanh luôn. Để tôi đợi tôi một chút, tôi cho cái hàm sinh này, tôi cho đây này n đi. Đấy, cho nó khác nhau từ đường đối một sẽ nó nhanh hơn không. Vẫn là 3, vẫn là 2. Tôi cho n tăng lên nhé. Tôi cho n. Đâu rồi, cho n tăng lên 500.000 này. 500.000. Đây là một đề tài, đây là một cái bài mang tính nghiên cứu rất là hay luôn. Các bạn có thể sau này các bạn cho học sinh các bạn nghiên cứu nhé. Như vậy với 500.000 thì các bạn thấy sắp xếp chuẩn chúng ta tính được theo của chúng ta là 7 giây, sắp xếp nhanh theo chúng ta là 5 giây, còn cách của Python chỉ là 0.1 giây, cực nhanh. Đấy, cái này này. Đã lẽ ra chúng ta sắp xếp nhanh của chúng ta cũng phải gần với Python thì đúng không? Vì Python nó dùng sắp xếp nhanh mà. Chúng ta cái phương pháp của tôi đây là nó có vấn đề gì đó à? Chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé. Đang tôi ở đây là của tôi đi làm đây, nói chung là đúng rồi, không như là sai cả. Có lẽ do cái việc sinh, do cái việc sinh ra cái việc sinh cái sinh cái pivot này nó không thật hợp lý lắm hay sao, thì chúng ta sẽ bàn sau nhé. Cái này, cái vấn đề này tôi sẽ để open và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sau. Như vậy đây chúng ta kết thúc cái phần mà một chủ đề rất quan trọng của chi để trị. Bây giờ chúng ta quay sang làm một số bài tập khác liên quan đến chi để trị. Bây giờ chúng ta làm một số bài tập khác và cho nó có một số bài tập rất hay sau đây này. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập sau đây là chúng ta cùng nhau làm lại cái bài tập là tính lũy thừa của một cái số
của một cái số nhé, tính tính a mũ n, nhưng mà chúng ta giải bằng chia để trị. Chúng ta cùng nhau làm cái bài đó nhé. Bài toán tính giải thừa này, xin lỗi, bài toán tính lũy thừa, tính lũy thừa nhé. Đặt tên là exp nhé, a này, a n, bài toán này sẽ là gì? Bài toán này sẽ là a mũ n đấy. Bây giờ chúng ta đã từng làm ở trong cái phần đề quy rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nó dưới cái dạng là gì? Dưới cái chia để trị, được chưa? Đấy, là cùng nhau làm cái bài này. Thì nó rất đơn giản như sau này, cái bài này là cái bài nó khá hay, để tôi nói luôn ý nghĩa của nó nhé. Luôn lời giải của nó này, chúng ta cùng nhau làm cái lời giải như sau này, cái phân tích như sau nhé. Chúng ta làm ngay bây giờ ở đây. Bài này rất có nhiều ý nghĩa, chúng ta sẽ học sau. Nghĩa nó học nó ở rất nhiều nơi và rất nhiều chỗ nhé. Chúng ta phân tích như sau nhé. Chúng ta lấy với n bằng chẵn, chẵn tức là n bằng 2k. Thì ta có này, ta có là 2 mũ n, a mũ n thì bằng là a 2k, đúng không nào? Thì nó bằng là gì? Nó bằng chính là bằng là ak tất cả bình phương. Đấy, được chưa? Cái ak, cái k này, cái a ak, cái số k này chính là n chia 2. Đấy, chính n chia 2 tất cả bình phương. Đấy, vậy cái vật chia 2 này là cái này có ý nghĩa của nó này nhé. Vn lẻ nhé, thì n bằng 2k cộng 1, thì a mũ n sẽ bằng là gì? Bằng a mũ 2k cộng 1. Đấy, sẽ bằng là gì? Bằng là ak tất cả bình phương nhân với a, đúng không? Hay là nó bằng gì? Nó bằng là a mũ k chính là n chia cho 2 như thế này. Đấy, xong tất cả bình phương nhân với a. Đấy. Thì bây giờ từ qua đây chúng ta sẽ suy ra cách chúng ta tính a mũ n thông qua n chia 2, a mũ n chia 2, thông qua cái n chia 2 này, làm cho cái việc tính toán nó sẽ nhẹ rất là nhiều lần nhé. Đây, chúng ta cùng nhau viết cái thuật toán này, viết cái lời giải hay cái thuật toán tính này, thuật toán tính n như sau này nhé. Bây giờ x này n bằng 0 thì chúng ta return 1 luôn, return 1, được chưa? Đó, bây giờ ngược lại này nhé, với n chẵn nó lẻ thì khác nhau đây này. Đây là với n chẵn như này, với n lẻ như này này. Đấy, thì ta làm như sau này. Đây, chúng ta tính như sau nhé. Bây giờ else này, chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta đặt là x bằng exp a n chia cho 2. Đấy, ta lấy mũ n chia 2, được chưa? Rồi sau đó thì chúng ta làm như sau này. If n là chẵn, if n chẵn, tôi viết đây là cái đoạn tôi viết dưới dạng là gì? Dưới cái dạng là pseudo code thôi nhé. If n chẵn thì như thế nào? Đấy, if n chẵn thì chúng ta return như sau. Đấy, chúng ta return là x bình phương, x nhân x gì? Đấy, thế này. Với n chẵn thì là cái a n nó bằng là cái d chữ x này, x là bình phương. Đấy. Còn trường hợp là lẻ thì sao? Với n lẻ thì như sao? Với n lẻ l đây tức là n lẻ đấy, thì chúng ta return là x nhân với x nhân với a. Đấy, thấy không nào? Như vậy là gì? Ở chỗ này là ở cái chỗ này này, như vậy là ta nhân t này, t không thì bằng 1 là chỗ này nhé. Đây là 1 này, 2 này, lệnh thứ 3 này, lệnh thứ 4 này, lệnh 5 này, lệnh 6 này, lệnh 7 này, lệnh 8 này. Cái lệnh thứ 4 này là nó gọi là chính là tn chia 2.
Còn tất cả từ từ 5 đến 8 chỗ này nó là 01 thôi. Vậy suy ra ta có công thức sau đây, tức là TN sẽ bằng là TN chia 2 cộng với 01 thôi. Đấy. Vậy suy ra tương tự như là nhị phân ta có là cái TN sẽ bằng là O lớn của log N. Đấy, bạn thấy. Vậy cái bài này chúng ta đã giải được cái bài toán tính lũy thừa với cái thời gian chỉ là log N thôi. Còn cách làm như cái bài cái đây vài hôm nữa chúng ta tính cái bài này bằng lệ quy bình thường thì chúng ta có cái độ phức tạp của nó là ON, còn cái bài này là log N. Như vậy cho thấy là cái bài mà tính mũ tính lũy thừa của một số chỉ có thời gian log N thôi, rất là nhanh. Vì chúng ta cùng nhau viết lời giải của nó bằng Python, nó rất đơn giản, không có gì cả. Đấy. Bài toán tính lũy thừa nhé, bài toán tính lũy thừa. Với thời gian log N. Đấy. Rất đơn giản. Df này chúng ta dùng cái hàm là exp đây, an đây. Đấy. Đúng không? Thì if n mà bằng 0 thì nó đơn giản thì nó chính là 1 rồi. Return 1. Còn L thì sao? L chúng ta đặt x thì bằng gọi định quy. Định quy của A với là N chia cho 2 như thế này. Đấy. Và chúng ta đây là if. If nếu N lấy số dư cho 2 mà bằng 0, tức là nếu nó là chẵn thì chúng ta return. Return là x nhân với x. Còn else thì chúng ta return. Return là x nhân với a. Đấy. Đấy, đơn giản đúng không ạ? Vì tôi làm thử. Ví dụ a tôi cho bằng 2 chẳng hạn, n cho bằng 8, tôi xem có đúng. Tôi print cái hàm là exp. An. Đấy. Đây là cái hàm lũy thừa, cái bài toán tính lũy thừa nhé. Đấy. Chạy thử xem nào. Tôi cho n bằng 7 nhé, bằng 7. 28 đúng rồi đấy nhé. Với n bằng 0 thì nó là 1. Và đây chính là cái đáp án nhé, đây chính là cái lời giải của cái bài toán tính lũy thừa, một cái bài toán đơn giản thôi nhưng rất là hay. Bài toán này chính là sử dụng cái tương tự như là sử dụng cái tính lũy nhị phân, nhưng mà nó chính là một cái bài toán chính là giải bằng chia để trị, được chưa? Nó rất là hay. Thì từ bài toán này có rất nhiều những cái rất nhiều những ứng dụng rất hay, thì tôi cho các bạn dạng các cái bài tập nhé. Thì tới đây là coi như là tôi đã dừng kết thúc kia một cái chương quan trọng là cái chương là kỹ thuật chia để trị. Tôi đang vì đây lớp chúng ta là có một phần của lớp là các bạn muốn học thêm, muốn học tiếp để mà luyện thi học sinh giỏi, nhưng một phần nữa là tôi muốn trình bày cho gọn cho các bạn xem cái phần mà liên quan đến cái chương trình cái phần định hướng CS của tin học lớp 11. Đấy, thì tôi đang tăng tốc độ lên để chúng ta có làm xong cái phần lớp 11 trước đã. Đấy. Thì cái đây là như vậy, ở trong cái nhắc lại nhỉ, ở trong cái chuyên đề tin 11 CS thì nó có ba kỹ thuật rất quan trọng. Một là kỹ thuật lập trình địa quy, có rất nhiều bài tập khác nhưng mà tôi sẽ quay lại sau phần lời giải nó. Phần hai là kỹ thuật chia để trị, một cái phần rất quan trọng. Trong chia để trị chúng ta nhắc lại nó có ba, chúng ta làm việc với ba cái lớp bài toán, ba ví dụ rất điển hình. Một là tìm kiếm nhị phân, chính là một dạng đơn giản của chia để trị, mà tìm kiếm nhị phân là có rất nhiều ứng dụng khác nhau, rất nhiều bài tập mà suy từ cái tìm kiếm nhị phân. Yeah. Thứ hai là thuật toán sắp xếp trộn rất quan trọng,
và ba là sắp xếp nhanh rất quan trọng. Thì hai cái toán sắp xếp chuẩn và nhanh đó nó là những cái bài toán rất điển hình của chi để trị đó. Còn cái bài toán cuối cùng này là bài toán tính lũy thừa, một bài toán cũng rất có nhiều ứng dụng khác nhau trong rất nhiều các bài tập khác nhau của cái phần mà các bài tập để dùng để luyện thi đấy, luyện thi học sinh giỏi rất là nhiều, được chưa? Rồi thì hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhé. Thì buổi sau tôi sẽ chuyển sang nói sang cái phần cuối cùng của lớp 11 là cái phần một cái phần mà theo tôi là khó nhất ấy, chính là cái phần là kỹ thuật duyệt vết cạn quay lui. Đấy, thì tất cả những phần này đều có rất nhiều bài tập nhé, tôi sẽ cho các bạn bài tập sau. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút nhé. Hôm nay rất là vừa vặn theo chương trình là không bị quá tải thời gian. Còn nếu mà chúng ta có thời gian nữa chúng ta sẽ quay lại thì chúng ta sẽ quay lại hơn rất nhiều đấy. Chúng ta sẽ quay lại chứng minh cái độ phức tạp thuật toán của tìm kiếm nhị phân đúng là logarithm thật, chứng minh một toán học nhé. Hai là chứng minh cái độ phức tạp thuật toán của thuật toán sắp xếp chuẩn đúng là n log n, thì cái chứng minh đó là khó hơn một chút. Và cuối cùng là chúng ta sẽ quay lại chứng minh một lần nữa, chứng minh rằng cái độ phức tạp thuật toán thời gian của thuật toán sắp xếp nhanh chính là n log n. Cái chứng minh đó thì cực kỳ khó nhưng mà cũng rất là hay nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Chào thầy ạ. Thank you.